tôi giới thiệu các bác, hôm nay ông chuyên gia này ông bắt đầu làm bột đây. Đấy, ở đây làm bột cho ông ngoại phải cỡ nhớn các bác ạ, cỡ nhớn nên là phải dùng cái máy này để đảo cho nó đều. Thẹn rồi, cái máy xấu hổ đếch chạy nữa rồi. Cho nước nóng vào nó bốc hơi như kia. Đây là biện pháp, tức là ta cho ông ăn những cái ngày mà ông nó đói kém. Cái này nó không phải liên quan gì đến mật đâu các bác ạ. Cái này đối với các bác mà nuôi ong quen rồi thì các bác biết, nhưng còn nếu mà ai mà chưa nuôi ong quen mà nhìn vào thì đừng có sợ. Cái này nó không liên quan gì đến mật ong cả. Cái này là cái lương thực để cho con ong nó ăn thôi. Nó giống bên đầu tiên là cho phấn hoa vào, ông cho nước vào ngấy lên. Xong rồi ngâm là cái. Và rồi ta cho thêm đường vào thì có thể là một số bác nuôi ong cho đường, số bác cho ong ăn mật ong. Nhưng ở đây trường hợp này là đang cho thêm đường vào. Thì nó chẳng ảnh hưởng gì đến mật cả, nó ra nó cũng vô tư chả sao cả. Bây giờ lại đánh tiếp cho nó tan ra các bác ạ. Các bác nhìn thông cảm nhé, cái thùng này nó hơi đen một tí, cái này nó không phải cáu bẩn đâu. Cái này là sáp ong đấy các bác ạ, nó không phải là cáu bẩn đâu nhé. Đấy, máy dùng cái máy này nó đánh nó mới nhanh tan được. Và máy này nó rất là khỏe. Khi chúng ta cho bột vào nó quánh, nó gọi là đặc quánh lại ấy, thì cái máy nó vẫn chịu được. Một số bác dùng cái máy đánh trứng không đánh được đâu các bác ạ. Máy đánh trứng nó yếu lắm. Cái loại máy mà nó có hai máy hai bên ấy thì máy ra mới đảo được. Còn nếu không tốt nhất ta dùng máy cơ bắp đấy các bác ạ. Đây dành cho một số bác không biết. Thật ra một số nơi người ta gọi là bột vi lượng, vi niếc, nhưng mà thật ra nó chỉ là bột đầu tương thôi các bác ạ. Bột đầu tương là chủ yếu thôi. Các bác có thì dùng bột đầu tương, không các bác dùng bột đậu xanh cũng được. Xin phép các bác nhé, hôm nay ông TV không nói nhiều. Nói nhiều một số bác bảo nói liên thiên. Để mời các bác cùng xem thôi. Thơm lắm các bác ạ. Đầu tiên là người ta sẽ rang lên xong rồi người ta mới xay, nó rất là thơm. Tất cả các sản phẩm này các bác làm xong có thể ta ăn được. Thơm và dậy lắm các bác ạ. Bột rất là vàng, không hiểu vào sao vào hình nó lại nhìn nó lại trắng trắng bạch bạch như vậy. Đấy, bột vàng lắm các bác ạ. Và cái bột này là cái đây là cái sản phẩm mình trộn giữa mật phấn cà phê với cả bột thôi, chứ nếu như mà phấn cỏ kim nó còn đỏ nữa, nó còn nhìn màu nó còn đẹp nữa. Đây, báo cáo với toàn thể quý vị, ở trên kênh thì có nhiều người cao tuổi nghe, nếu như để máy chạy thì cái tiếng máy nó sẽ ồn, nó sẽ át đi cái tiếng nói. Thì báo cáo với các bác là cái sản phẩm của chúng ta khi mà đưa vào ong ấy, các bác có thể thấy là cái thùng em nhìn có thể nó hơi đen đen là thành như tôi, nhưng mà cái thùng em đã rửa sạch trần qua nước sôi rồi đấy các bác ạ. Thì tất cả các sản phẩm đưa vào cho con ong ấy, chúng ta cũng cần phải
làm nó sạch, không bị kể cả nước chúng ta cũng phải đun nước, đun nước lên các bác ạ, để cho nó nước nó an toàn, con ong nó ăn nó đảm bảo. Hai nữa là cái bột đậu tương này chúng ta cũng còn phải rang chín lên trước khi cho vào để nguấy. Tất cả cái sản phẩm này đấy khi chút nữa xong ấy là có thể ta ăn được các bác ạ. Nó sạch sẽ, đảm bảo làm sao nó phải thật sạch sẽ. Đảo chúng ta phải đảo thật đều, đảo thật đều lên, đảm bảo không còn bị cái hạt bột này nữa. Và các bác lưu ý trước khi xử lý thì các bác cần phải ngâm bột và phấn một khoảng độ 6 đến 8 tiếng. Cái trường hợp đây là bọn em làm thì nó cũng hơi vội, cho nên là bo cũng hơi vội, nên là không ngâm được. Các bác đừng học theo cái đoạn đấy nhá, em dùng nước sôi ấy này. Thật ra dùng nước sôi nó không tiện lắm đâu. Sau khi cho nước sôi vào ấy là cho nước nóng già vào ấy là cái một số axit amin ở trong cái hạt phấn hoa nó không còn tồn tại nữa, nó bị bẻ gãy đi, cho nên là nó tóm lại là nó không tốt các bác ạ. Các bác chỉ dùng nước ấm nóng già tay là được, chứ đừng dùng nước nóng quá. Tốt nhất là như vậy các bác ạ. Tốt nhất là phải ngâm qua đêm, trong hôm sau chúng ta mới trộn mới đảo như thế này thì nó tốt hơn các bác ạ. Chứ đảo như thế này nó hơi bị đốt cháy giai đoạn một chút. Nhưng mà đây em vội vì nghe báo ngày mai có mưa, cho nên là bọn em làm nó hơi vội một chút, sợ ngày mai mưa thì mình không kéo bột được các bác ạ. Đảo này chúng ta phải đảo tơi và không nên khô quá. Chúng ta sẽ đảo thành nhiều công đoạn các bác ạ. Nếu như mà đầm 200-300 ong ấy mà các bác đảo một gọi là cân sản phẩm, cân vật tư xong các bác trộn vào nhau đảo liền một lúc luôn thì sợ rằng thứ nhất là nó không đều, thứ hai máy này sợ nó không guồng nổi các bác ạ, nên là và rất là mệt, rất là mỏi tay. Thì chúng ta sẽ đảo từng ít một, xong rồi chúng ta ví dụ như là em sẽ chia thành hai lần đảo, đảo lần đầu một nửa thôi, nửa già thôi, lần sau chúng ta lại đổ thêm vật tư vào, đổ thêm bột và thêm phấn vào, lại thêm nước vào như mà lúc đầu các bác có thể thấy. Dần dần thì chúng ta sẽ tạo thành một cái hỗn hợp sản phẩm nó như thế này các bác ạ, nó quánh lại nhau như thế này. Nhìn rất là ngon đúng không các bác? Em phải quay chậm này cho các bác nhìn rõ, nó xếp thành khuôn như thế này các bác ạ. Thì khi chúng ta kéo cho ong, kéo gọi là kéo chỉ đấy, thì nó đảm bảo nó dễ. Và các bác đừng để khô quá nhé. Khô, một số bác có gọi điện hỏi rằng là bột sau khi trộn mà nó khô quá, nhưng mà không biết cứ thế cho ong ăn liệu có được không ấy. Thì được, thì ong nó vẫn ăn được, nhưng mà nó ăn ít và nó rơi xuống cầu á, nó rơi xuống cầu, rơi xuống đáy thùng, nó làm cái thức ăn cho con sâu bánh tổ và những cái loại kiến côn trùng như các thứ ở trong tổ ong các bác ạ, trong thùng ong của mình. Nên là không việc gì chúng ta nối giáo cho giặc, chúng ta phải tận dụng những cái đấy, đừng làm ướt quá, ướt thì là nó rất hay dính con ong các bác ạ. Và các bác cũng khi mà đảo vào có thể là dùng đường, có thể dùng mật ong, nhưng mà quan trọng là các bác phải để làm sao cho nó phải đủ độ ngọt. Nếu mà nó nhạt quá, nó không ngọt nên là ong không ăn đâu các bác ạ. Lưu ý các bác một chút nữa, hôm nay cũng có một bác gọi điện nói chuyện với em, là các bác hỏi thử xem là liệu để phấn hoa ở trong cái khay, cái chậu xong để ngoài trời ong ăn có được không ạ. Thì cái đấy, nếu như mà trường hợp đấy là các bác có thể cho ăn thì ăn được, nhưng mà ong của mình ăn được một ong ở rừng nó ăn được 10 các bác ạ. Ong ngoài nó khỏe lắm, nó đến nó cướp ong của mình vô tư, nó đến nó cướp, mà thậm chí nó xảy ra trường hợp mà ong cướp mật chéo vào nhau rất là phức tạp. Nên là không việc gì cọng rắn cắn cả nhà thế các bác ạ, cứ kéo ở trên mặt cầu ấy. Các bác cứ chịu khó nghe em suy dạy đi, vì em làm nhiều mà em làm đi cả trong Nam ngoài Bắc, đi cả rồi, cho nên là em học được cái cách mà người ta làm ấy, nó số lượng nhiều cũng như là lợi, gọi là có lợi nhất cho đàn ong. Thì em làm thì các bác cứ thế mà làm theo các bác ạ. Còn nếu như mà ai mà phát minh cái gì mới thì các bác cứ comment phía dưới cho ông TV nhá, để em sẽ học hỏi thêm. Con người cần phải học nữa, học mãi mà. Sản phẩm đây các bác này. Đây, các bác để xem nha. Ơi ơi ơi. Đây. Cuốn hư nhỉ. Bột nó phải như thế này các bác ạ. Sản phẩm cho ông ăn nó phải như này. Các bác đừng để cho nó nhão quá. Nhão quá cũng không tốt, mà khô quá cũng không được đâu các bác. Khô quá thì ong nó khó ăn. Mà nhão quá chúng ta không bo được. Các bác không sợ nó dính ong đâu các bác ạ.
trước khi chúng ta kéo bột cho nó là chúng ta sẽ thổi thổi khói vào đảm bảo nó không bị dính ong đâu. Đen lắm chỉ bị một hai con thôi. Không thấm ở đâu cho so với hàng nghìn con, hàng vạn con đâu các bạn. Vậy thôi các bác nhá. Em chia sẻ một chút như vậy thôi. Làm xong cái mẻ này này làm thêm mẻ nữa mới đủ được 200 mấy chục ong đây. Chào các bác nhá, tạm biệt các bác. Hẹn gặp video lần sau.